Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố về việc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2024. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn với tình cảm và trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp, thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, phối hợp tuyên truyền vận động tổ chức các hoạt động thiết thực như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các đối tượng người có công với cách mạng ở địa phương, đơn vị. Vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa một ngày lương trở lên. Vận động các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tùy điều kiện, khả năng khuyến khích tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ. Thời gian vận động ủng hộ quỹ từ tháng 6 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, trong đó tập trung đợt cao điểm vận động quỹ từ ngày 28 tháng 6 năm 2024 đến 27 tháng 7 năm 2024.